Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì thầy sẽ giải cái bài các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Và thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng chúng ta tiện theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhất, để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó, thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiện và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học và phần phía sau. Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với bài 42 ở phần cơ học trong cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Thì những bạn mà ôn tới bài 42 này thì thật ra là cũng đã rất là nhiều kiến thức rồi, phải không? Và cái trình độ của bạn là cũng rất là tốt rồi, rất là cao rồi đó. Rồi, bài 42 đề bài như sau. Như sau: một người đi xe đạp với vận tốc 15 km/h và một người đi xe máy với vận tốc 30 km/h khởi hành đồng thời ở địa điểm A và đi ngược chiều nhau. Sau khi đi được 30 phút, người đi xe máy dừng lại nghỉ 30 phút, rồi quay lại đuổi theo xe đạp. Câu A. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc khởi hành hai xe gặp nhau? Câu B. Vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu km? Rồi, sau khi đọc tổng thể cái đề thì chúng ta thấy rằng là mình vẽ cái hình ra cho nó dễ nhìn. Cái này là hai xe khởi hành cùng một địa điểm A và đi ngược chiều nhau, nên điểm A là thầy vẽ chính giữa ha, cho nó dễ để còn phân tích về hai bên. Xe thứ nhất, một người đi xe đạp với vận tốc 15 km/h. Giả sử là đây là V1 và đi theo hướng bên này, đúng không? Rồi, ví dụ như vậy thì coi như đây là V1, 15 km/h. Và người đi xe máy coi như là vận tốc V2 đi ngược về hướng này. Hướng nào tùy mình ghi thôi. V2 là bằng 30 km/h. Và đi ngược chiều nhau. Rồi, cứ đi như vậy. Sau khi đi được 30 phút. À, vậy thì mình phân tích ra đã. Sau khi đi được 30 phút là sau cái thời gian T1 bằng 30 phút. Là mình nói luôn trong bài luôn đi ha. Thì rõ ràng là xe đạp nó sẽ đến A rồi, nó đến điểm B nào đó. Còn xe máy nó sẽ đến điểm C nào đó trên này. Rồi mình vừa nói, mình vừa viết, mình vừa diễn tả trên hình để cái người họ theo dõi họ biết, đúng không? Rồi, vậy thì mình nói luôn. Mình nói rồi sau đó mình viết ra. Thì bây giờ mình nói nè. Sau thời gian T1 bằng 30 phút. Vậy 30 phút này mình đổi ra là được 0,5 giờ. Thì người đi xe đạp đến B. Đó, đến B. Rồi người đi xe máy thì đến đâu? Người đi xe máy đến C. Do đó người ta đọc họ vẫn rất là hiểu là mình đang viết cái gì. Rồi rõ ràng thì có thời gian, có vận tốc thì mình tính quãng đường thôi. Vậy quãng đường AB và AC, đúng không? Thì cái này mình có thể không nói bằng lời, người ta vẫn hiểu. Vậy cái AB chính là quãng đường mà xe đạp đã đi được. Đó, thay vì đặt lời giải mình ghi luôn, người ta vẫn hiểu. AB chính là quãng đường S. S thì bằng V nhân T. V ở đây là V1 là xe đạp đi và thời gian T1 mình đã ký hiệu ở trên. V1 là 15. T1 là 0,5.
15 nhân 0,5 nó ra 7,5. Và đơn vị là km, được chưa? Và chúng ta tính được cái đoạn AC. AC là quãng đường mà xe máy đi được thì cũng bằng V nhân T. Nhưng xe máy thì nó sẽ đi với vận tốc là V2. Còn T là vẫn trong thời gian T1 này. V2 là 30 nhân cho 0,5 thì nó ra 15. Và đơn vị là km. Đó, vậy sau 30 phút là mình viết được hai cái yếu tố này. Vậy mình tiếp tục mình đọc cái đề coi họ cho cái điều gì nữa. Sau khi đi được 30 phút, người đi xe máy dừng lại nghỉ 30 phút. Vậy là họ nghỉ tại chỗ này nè, tại C này 30 phút. Nhưng mình biết khi người đi xe máy nghỉ 30 phút thì cái người xe đạp họ không nói gì. Thì có nghĩa là vẫn tiếp tục đến một cái vị trí nào đó A, B, C rồi giả sử đến vị trí D. Được chưa? Thì mình lại tiếp tục mình viết ra. Đó, những cái dạng bài này là như vậy, có nghĩa là họ nói tới cái lời nào thì mình coi mình viết được cái yếu tố nào thì mình viết ra cho nó khỏe, được chưa? Chứ mình đừng có quan tâm nhiều là họ hỏi cái gì mà mình cứ viết cái phương trình cái đã. Còn đương nhiên, tổng thể đầu tiên chúng ta phải vô chúng ta đọc đề 3 4 lần để mình hiểu cái đề họ nói cái gì cái đã, để mình hiểu cái tổng quát của cái đề. Rồi sau đó mình đọc từng ý để mình viết. Còn khi ở đây là vô là thầy giảng chúng ta là thầy đã đọc rồi, thầy đọc qua là thầy hiểu cái đề rồi. Nên là thầy mới phân tích liền cho chúng ta. Còn đối với mình, lần đầu tiên vô đọc cái đề thì phải đọc tới, đọc lui. Đó, chứ không phải vô mà chúng ta làm được liền như vậy đâu. Rồi bây giờ nè. Bây giờ là chiếc xe nghỉ 30 phút ở đây thì chiếc xe đạp nó đến D thì mình lại tiếp tục mình nói, được chưa? Vậy thì khi xe máy nghỉ ở C với thời gian mình đặt là T2 nào đó đi, phải không? T2 là bằng 30 phút là cũng là 0,5 giờ thì người đi xe đạp đến đâu? Đến D đó, mình nhìn trên hình mình nói thì người đi xe đạp đi tiếp đến D đó. Vậy thì nó đi đến D rồi mình lại tiếp tục mình tính được cái đoạn là nó đi nè, là cái đoạn BD này, được chưa? Vậy là mình cũng tính BD. Thì cái đoạn này thì cũng giống như ở trên, bằng S thì bằng V nhân T, V là V1 của xe đạp mà T này là T2. Vậy V1 là vẫn là 15 km/h, T2 vẫn là 0,5. Thì chúng ta tính cũng được là 7,5 km. Rồi, tiếp tục họ nói cái điều gì? Thì bây giờ mình thấy nè. Sau khi đi được 30 phút, người đi xe máy dừng lại nghỉ 30 phút. À, vậy sau khi đi được 30 phút là mình làm rồi nè. Người đi xe máy dừng lại nghỉ 30 phút là mình cũng viết tới đây rồi nè. Rồi quay lại đuổi theo xe đạp. Vậy tới cái đoạn này là nó trở về bài toán hai vật cùng chuyển động rồi đây. Được chưa? Còn lúc nãy nó đi ngược thì mình cứ từ từ mình viết. Còn bây giờ quay lại đây nè. Vậy thì bây giờ mình thấy nè, cái khoảng cách ở vật xe máy là ở C, còn xe đạp là ở D, rồi nó quay lại nó đuổi, thì nó đuổi nó sẽ gặp nhau tại điểm E nào dưới này, mình không biết. Đó, thì cái bài toán này rất là quen thuộc với mình rồi, đúng chưa? Vậy muốn tính được thì mình phải biết khoảng cách giữa xe đạp và xe máy lúc này là bao nhiêu, rồi từ đó mình mới tính. Rồi họ hỏi là hỏi sau bao lâu kể từ lúc khởi hành hai xe gặp nhau. Vậy thì mình phải biết là nó đuổi từ C và đến khi nó gặp tại E thì mất bao lâu cái đã. Rồi mình cộng hết cái thời gian từ nãy giờ lại. Thì nó sẽ ra cái thời gian mà nó sẽ gặp nhau kể từ lúc khởi hành. Được chưa? Vậy để dễ viết thì thầy copy cái hình này xuống dưới. Đó. Thầy là phải có cái hình thì mới làm được. Chứ không có cái hình làm được. Chúng ta mà sau này quen này thì cũng vậy thôi. Hầu như mình phân tích trên cái hình là mình làm được hết. Rồi, thì tới đây mình thấy nè. Vậy thì buộc muốn trở về được cái bài toán đó thì mình phải biết được khoảng cách giữa hai xe, đúng không? Thì mình tính thôi. Khoảng cách giữa xe máy và xe đạp lúc này là, được chưa? Chính là đoạn CD trên hình. Mà CD thì mình lấy CA, mình cộng AB, mình cộng BD, được chưa? Rồi, bằng CA lúc nãy là đi được 15 km nè. Cộng AB là 0, 7,5. 7,5.
Đó. Bạn nào không nhớ thì lật lên trên coi nha. Cái này là thầy nhớ là thầy ghi. 7,5. Còn BD là cũng đi trong 0,5 giờ là 7,5. Hai này cộng lại 15, cộng 15 nữa là nó bằng 30 km. Rồi, vậy mình hình dung lại nhìn lên trên này nè. C là ở xe máy, D là xe đạp và đuổi một lúc là nó gặp nhau tại E. Được chưa? Vậy thì mình gọi cái thời gian, gọi hồi nãy là đặt T1, T2 rồi thì T3 là thời gian mà xe máy đuổi kịp xe đạp. Xe đạp tại E. Được chưa? Gọi cái thời gian đó thì mình tính cái thời gian đó ra T3. T là bằng S trên V. Và cái bài, cái dạng bài này thầy bày rất là nhiều lần rồi. Cách làm dễ nhất nè. V đây là lúc này là vận tốc của hai vật, chứ không phải là của một vật nữa. Thì tùy theo nó đi cùng hay đi ngược. Trong trường hợp này, lúc này là V2 nó quay lại nó đuổi nè, V1 tiếp tục nó đi nè. Vậy là hai xe này đi cùng chiều. Cùng chiều thì vận tốc trừ, lấy thằng lớn trừ thằng nhỏ. Vậy có nghĩa là lấy V2 trừ V1. Cái này dễ thầy làm trước. Còn quãng đường S nè, chỗ này mấy bạn hay sai lắm. Thầy dạy thầy biết là mấy bạn hay sai chỗ này lắm. Mấy bạn là cứ hay lấy là tưởng là nó gặp nhau tại E, cái lấy cái đoạn đường CE, không phải. Nhớ đơn giản như thế này thôi. Bây giờ xe máy ở C, xe đạp ở D. Được chưa? Khoảng cách giữa chúng là 30 km mình vừa tính được nè. Vậy bây giờ khoảng cách giữa chúng là 30, đến khi gặp nhau tại E là có nghĩa hai xe cùng ở một chỗ thì khoảng cách nó bằng không. Vậy chúng ta hiểu rằng hai xe cùng đi hết 30 km này. Hai xe đây chính là quãng đường chung đó, phải không? Vậy là mình thế cái đoạn CD này vô. Đó, thầy nói kỹ chỗ đó là bởi vì thực tế thầy thấy rất là nhiều học sinh sai chỗ này. Sai liên tục. À, đó. Còn bạn nào mà sai liên tục chỗ này thì có nghĩa là đọc cái dạng bài, làm cái dạng bài này chưa kỹ. Thì thầy cũng có một cái video là thầy làm về cái phần này rồi, đó là về hai xe đi ngược chiều cùng chiều đó. Chúng ta có thể là lật lại, chúng ta xem cái clip đó. Thầy làm tới 7 dạng để chúng ta luyện xong 7 dạng đó là có chứa tất cả rồi, không bao giờ sai nữa hết. Nó đâu đó có mấy chục phút của chúng ta thôi ha. Coi lại cái clip đó nha. Bạn nào mà chưa coi thì coi lại, lật lại coi lại. Rồi, bây giờ nè, bằng CD. CD là thế vô là 30. Được chưa? CD là 30. V2 trừ V1, V2 là 30 trừ V1 là 15. Đó, là bằng 30. 30 trừ 15 là 15. Là nó bằng 2 giờ. Rồi, họ hỏi cái gì? Bây giờ quay lại coi họ hỏi nè. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc khởi hành hai xe gặp nhau? Phải kể từ lúc khởi hành. Kể từ lúc khởi hành thì mình quay lại cái hình dung trên cái đề này. Kể từ lúc khởi hành là gì? Cái người này đi từ A đến đây là mất 15 phút. À, đúng không? 30 phút. Rồi sau đó người này nghỉ 30 phút là cái thời gian thứ hai. Rồi sau đó đuổi lại mất thời gian T3 là 2 giờ. Vậy là tổng thời gian là như vậy, cộng hết vô, được chưa? Thì bây giờ mình trả lời thôi, được chưa? Đó. Khi hai xe gặp nhau. Cái gì đây, coi là cái lời hỏi để mình, cái câu hỏi để mình trả lời cho nó chính xác. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc khởi hành hai xe gặp nhau, đúng không? Thì mình trả lời là kể từ lúc khởi hành hai xe gặp nhau sau thời gian là, đúng không? Rồi đó, kể từ lúc khởi hành hai xe gặp nhau sau khoảng thời gian, thầy viết tắt thời gian ha, là rồi thì thầy đặt đó là T4 là nó đi, T4 là T1 là nó đi 30 phút nè, cộng T2 là nó nghỉ 30 phút nè, sau đó cộng T3 là nó quay lại nó đuổi nè, được chưa? Rồi, T1 là 30 phút là 0,5 giờ, T2 là nghỉ 0,5 giờ 30 phút nè, cộng T3 mình vừa tính được 2 giờ, vậy tổng cộng là 3 giờ. Rồi, đó, kết quả là đây. Rồi, tiếp theo, hỏi câu B, vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu? Gặp nhau đây, gặp nhau là tại E.
Cách A là cái đoạn này, vậy là cái đoạn AE, mà đoạn AE chính là cái đoạn mà xe đạp đi trong 3 khoảng thời gian luôn, đi từ A đến B là T1, đi từ B đến D là T2 và đi từ D đến E là T3, được chưa? Vậy mình làm luôn. Vậy thì vị trí gặp nhau cách A là, vậy là cái đoạn AE là quãng đường S, S là bằng V nhân T, V này là V1 là bởi vì chỉ có xe đạp nó đi thôi. T là như thầy nói rồi, ba cái khoảng thời gian này là cộng lại. Ha. Là chính là cái T4 đó. Nó đi từ đó à, thay vì vậy thì có nghĩa là hồi nãy thầy ghi đúng ra ghi như thế này cho nó khỏe nè, V1 nhân T4 luôn đi thầy mong mấy bạn. Đó. V1 là 15, T4 là 3 giờ. Vậy 15 nhân 3 đều được 45 km. Rồi. Bài này thì cũng không có gì là quá khó, phải không? Những cái dạng như thế này thì chúng ta đọc tới đâu chúng ta viết tới đó thôi. Dài hay ngắn chúng ta cũng đừng có quan trọng. Quan trọng là chúng ta dễ viết. Viết liên tục ha. Viết là không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đó. Còn thầy cứ làm như vậy, theo cái cách như vậy. Chứ thầy không quan tâm là cứ phải làm ngắn đâu. Bởi vì chúng ta làm đúng thì cứ được điểm hết. Ha. Đó. Và thầy cứ theo cái mô típ như vậy. Đọc cái đề là chúng ta phân tích ra chúng ta cứ viết vậy thôi. Đương nhiên có một số bài là có trong sách là họ giải ngắn vài bước là ra, nhưng mà thường là thầy cũng không theo cái bước trong đó, là bởi vì mình chỉ làm được áp dụng cái cách ngắn nó được trong cái bài đó thôi, còn những cái bài khác là mình không áp dụng được, mà như vậy là nó rối não chúng ta, nên là thầy cứ làm theo một kiểu, tất cả đưa về một dạng để chúng ta theo dõi cho nó dễ, nên là trúng cái bài dễ thì mình làm nó không sao, còn trúng bài khó thì chúng ta đâu có cách nào đâu làm, do đó chúng ta rèn luyện quen cái cách rồi thì dễ hay khó chúng ta làm nó cũng gần như nhau thôi. Đương nhiên khó thì mình ngồi phải suy nghĩ cái câu từ người ta để mình hiểu cái ý người ta muốn nói cái gì, nó khó hơn một tí. Rồi, vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài 42. Bài 42 rồi, ở trong sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Nếu chúng ta có ý kiến gì thì chúng ta cứ bình luận xuống phía dưới để thầy nắm bắt được thì thầy sẽ giải đáp cho mình. Hoặc là thầy chúng ta thấy thầy có sai sót, có nhầm lẫn cái gì trong quá trình mà giảng như thế này thì mình cũng ý kiến để thầy biết được nha, để thầy điều chỉnh kịp thời. Nhiều khi thầy giảng nhưng mà thầy ghi vô nó bị nhầm lẫn gì đó cũng không để ý. Nhiều khi là thầy cũng hay vậy đó, nói một đường nó nhiều khi ghi nẻo, mình suy nghĩ nó nhanh quá, cái viết hồi nó không để ý lại. Nên là viết ví dụ như số 5 mà viết hồi thành số 3 chẳng hạn, ví dụ như vậy thì nó gây ra cái kết quả nó sai. Đó, thì chúng ta thấy phát hiện ra cái điều gì không ổn thì nhớ nhắc thầy nha. Rồi xin chào tất cả các em và hẹn lại các em gặp ở cái bài 43.